Xin kính chào quý vị và khán giả. Hôm nay thì mình lại quay trở lại với con Komatsu PC200 đang làm việc trong mỏ đá đây. Thì hôm nay bác tài chúng ta không xúc lên xe nữa mà đang dọn dẹp lại cái mặt bằng ở đây rồi. Đang xả những cái đá này xuống. Sau khi đã phá toàn bộ cái đá ở trên vách núi kia rơi xuống dưới thì bây giờ anh ấy sẽ phải dọn dẹp cái bãi này gọn lại để lần sau ô tô vào có thể xúc được và cào những cái đá ở trên cao xuống. Đấy, đá nó lăn rồi, nó mang đi. Đấy, đá nó lăn rồi. Thì bây giờ là do là máy đứng như thế này thì hết đá để xúc rồi, bắt buộc phải cào bước xuống. Thì lần sau xe vào mới có để mà xúc lên được. Giờ anh sẽ làm một cái đường phá tuyến mở đường để có thể là lên cao hơn một chút, cào toàn bộ những cái đá trên cao kia xuống dưới này. Đấy, toàn bộ cái đá được phá xuống nó lăn xuống này. Một công việc là đi mở đường trong cái núi đá này, công việc phải nói là hết sức là nguy hiểm, nhưng mà thật sự là cảm giác. Làm con đường bằng phẳng để lên núi. Tận ở phần trên ta ly như thế kia thì đợi nó sạc xuống thì rất là lâu, vì là hòn này nó gối vào cái hòn kia, không dễ gì nó lăn xuống được, bắt buộc phải cào xuống các bạn. Đấy, những cái hòn to bằng cái gầu luôn. Hòn to thì được xếp gọn sang một bên thì những hòn to này cũng không xuất đi được. Đấy, máy tiến gần sát hơn, nó mở được cái đường và bắt đầu cào xuống đây. Căng não lắm các bạn nhé, làm một mỏ đá này đi phá đá rồi làm đường mở đường để cào đá xuống, căng não lắm đấy. Để ý từng ly từng tí, tính toán làm sao cho đá nó lăn ở đâu, lăn xuống đâu và lăn xuống chỗ nào. Hơi xảy một ly là đi cả dặm luôn đấy. Đây, một cái đá nó cứng nó cao như này không? Toàn bộ quanh đây toàn bộ là núi đá không? Đấy, đứng ở xa hết cỡ để cào. Đứng gần nó lăn vào không chạy được. Cái hòn to nó nằm dưới, những cái hòn nhỏ nằm trên, nó gối với nhau vậy là không cào đâu, còn không thể xuống được, đến cào vậy nó còn đang chưa ra được. Đầu tiên phải làm đường để lấn sâu vào trong hơn. Cái hòn nào mà to quá thì một là do là nổ, lúc nổ là nó lăn xuống to, hai nữa là nó là cái vách của cái núi này, đấy là chưa được khoan, chưa được phá. Đây, mở đường để lên này, lên để tìm
tiến sát vào cái ta ly của cái phần đá nó sật xuống đấy. Đấy, mà giật chân này. Rồi, ôi, nó tạt kìa. Đấy, các bạn đứng từ xa này. Ôi trời. Đấy, thấy chưa? Nó tạt như thế, bắt buộc phải đứng xa, hết máy thì nó không có tạt vào máy đấy. Đấy, chuẩn bị nó lỏ từ trên lỏ xuống này. Dã man luôn. Rất là nguy hiểm đấy. Cái cục to bên trên đầu máy kìa. Nó mà lăn một phát thì đảm bảo nó lăn tận chỗ mình đang đứng này luôn này. Mà trông nó dễ lăn vậy thôi, nhưng mà chưa chắc nó đã lăn xuống đâu, tại vì nó chưa mất chân thì nó không thể lăn được. Các bạn trên kia hơi nguy hiểm đấy. Vào sâu hơn. Để xem là anh ấy hạ được cái kia xuống không nhé. Hiện tại mình đã đi di chuyển ra một vị trí rất là xa rồi các bạn ạ, để an toàn khi các hòn đá kia nó lăn xuống. Nhà các hòn đá kia lăn xuống như nào nhá. Đây, núi cao chưa các bạn? Đấy, núi quá cao luôn. Đấy, đấy, một hòn lăn rồi. Ui trời, nó lăn rồi. Chưa, còn cái hòn to thì chưa lăn rồi. Nó muốn lăn lắm rồi này. Rồi, chạy kìa. Ôi, anh chạy kìa. Ôi, các bạn lăn rồi đấy. Đúng điểm rồi đấy. Lúc nào cũng phải luôn thủ thế là trong tư thế là gài số đạp ga để chạy. Đấy, những kinh nghiệm là đi làm trong mỏ đá thì phải luôn luôn có để đề phòng những tình huống đấy các bạn không? Cái hòn này thì là một cái hòn nó hình đẹp. Nên là khi mà nó lăn xuống ấy thì nó chỉ lăn được tới mức đấy thôi, còn nếu như nó là một cái hòn hình tròn đấy thì nó còn lăn mức độ nó lăn xuống như nào nữa. Cái hòn to này được gấp để gọn chất một đống ở đây. Nếu như hồi nãy nó là hòn nhỏ hòn tròn thì nó lăn khủng khiếp lắm. Ở đây may chỉ là một hòn đẹp đấy, nhưng mà không gì có thể làm khó được bác tài của chúng ta. Với nhiều kinh nghiệm trong nghề và chuyên đi làm đá thì những cái như thế này thì quá là đơn giản. Đấy. Cái tảng to này được xếp lại nhé. Xếp lại để sau này phá sau. Tuyến mở đường để chuẩn bị cho cái công cuộc là xúc lên xe. Quá to luôn, những cái viên to như ông cố nội luôn. Đấy, dọn một cái đường đấy để cho xe có thể nó dễ dàng lùi vào được các bạn.
đấy, có mấy cái hòn nó lổm chổm ra, nó lăn từ trên xuống thì đã xử lý xong, đã hết phần nguy hiểm rồi đấy. Wow, trời nó nặng rồi, nặng dã man luôn. Ây, đứng thẳng lên luôn. Video của mình ngày hôm nay, máy xúc Komatsu phá đá mở đường xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần tiếp theo.